Duy Đỗ Thành Hai kính chào quý vị. Hiện tại bây giờ là Duy Đỗ đang ở trung tâm du lịch sinh thái Mỹ Khánh, làng du lịch Mỹ Khánh, nơi mà cả nhà người ta sẽ là siết thị nghệ thuật các bạn. Thì Duy mời tất cả các bạn anh chị em nào yêu thích cái môn siết thị, siết thị hay là siết chó rồi đó, thì mời các bạn vào cùng xem clip của Duy nha. Giờ đi dạng thấy ghét các bạn. Wow. À, chuẩn bị cánh trước rồi. We'll be right back.
Rồi, chương trình Sức Khỉ coi như đã kết thúc các bạn. Và một lần nữa Duy cảm ơn các bạn đã theo hành trình với Duy đi xuống Cần Thơ này. Và một lần nữa Duy mến chúc các bạn luôn luôn bình an và hạnh phúc nha. Duy bye các bạn.